Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 năm mạng. Thưa quý vị, ở người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 năm mạng, phần lớn những thiên tình sử thật, lãng mạn và đẹp đẽ nhất trong 12 con giáp. Họ có nghệ thuật yêu đương, thích sống theo quần thể đông vui và không thích sự lẻ loi đơn độc. Bên cạnh đó thì họ cũng có cá tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng hay nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Có tình cảm tế nhị, trực quan sinh động và có óc tưởng tượng, phong phú và giàu có. Vậy thì với đặc điểm tính cách của những người tuổi Quý Mão như trên thì những người nam mạng sinh năm 1963 sẽ có diễn biến cuộc đời như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem ngay sau đây. Gia chủ nam mạng Quý Mão sinh năm 1963 có cung mệnh thuộc cung Đoài trực chấn, mạng kim bạch kim, vàng trắng, khắc lư trung hỏa, con nhà bạch đế phú quý, xương con mèo, tướng tinh con hưu, ông tử vi độ mạng. Có thể khái quát tử vi trọn đời nam mạng Quý Mão sinh năm 1963 thông qua bài thơ sau. Nhìn xem số mạng tuổi này như vàng tây trắng có ngày giàu sang, tiền vận vất vả khó con, trung vận khỏe mạnh làm ăn hơn người, trai thì lại có lắm nghề, bụng người ngay thẳng không hề tham lam, mùa thu sinh đặng thuận mùa, mùa hạ hỏa khắc phải rời đổi thay, bụng người cũng có tánh linh, người đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai, nếu tu thì phước lại tăng, tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi, tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người. Tổng quan, cuộc đời người Quý Mão có nhiều hay đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn thuận lợi, đến đâu cũng được thảnh thơi hưởng phúc. Những người này có số hưởng từ 76 đến 85 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều điều tốt, tự khắc sẽ được tăng tuổi thọ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của những người tuổi Quý Mão nam mạng được phân thành 3 trường hợp sau. Những ai sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm được hạnh phúc đích thực. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10 và 11, 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút vì chuyện tình duyên chỉ phải trải qua 2 lần thay đổi mà thôi thì sẽ tìm thấy bến đỗ của cuộc đời. Nam mạng Quý Mão sinh vào tháng 3, tháng 4 âm lịch là những người may mắn nhất trong chuyện tình duyên. Những người này chỉ có duy nhất một ý chung nhân và chung sống với nhau đến đầu bạc răng long. Gia đạo công danh, gia đạo êm ấm, yên vui cả cuộc đời nhưng công danh chỉ dừng ở mức khá. Để tăng cường vận trình công danh sự nghiệp tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nam mạng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi, hợi, mão, mùi, tam hợp mộc cục. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa trên 3 viên mã não này còn khắc hình 3 linh vật hợi mão mùi giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân, tương trợ cho người đeo, giúp quý mệnh chủ thâu thu sức mạnh, tự thân làm chủ, phát triển sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để có thể cảm nhận được sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Tuổi hợp làm ăn. Muốn mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi, luôn được thành công, thu về nhiều tài lộc, thì Quý Mão nam mạng nên lựa chọn các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu để cộng tác kết hợp làm ăn, vì những tuổi này rất hợp với Quý Mão nam mạng về đường tài lộc. Lựa chọn vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả, không phải lo nghĩ gì khi Quý Mão nam mạng kết duyên với những nữ mạng, vừa hợp về đường tài lộc lại hợp về đường tình duyên, đó là các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu. Cuộc sống chỉ đạt ngưỡng trung bình về tiền bạc, vừa đủ chi tiêu, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết khi nam mạng Quý Mão nên duyên vợ chồng với những tuổi hợp về đường tình duyên nhưng vẫn không hợp về đường tài lộc, đó là Giáp Thìn, Bính Ngọ, Canh Tuất, Nhâm Dần. Khi chọn kết hôn với các tuổi Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Dần thì cuộc sống của hai người sẽ gặp nhiều vất vả, khó khăn. Nguyên nhân là vì những người này không hợp với Quý Mão nam mạng cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Ở những năm xung khắc trong chuyện tình duyên, đó là 20, 24, 26, 34 và 46 tuổi, bạn cần tránh nên duyên vợ chồng kẻo vợ chồng dễ chia lìa, xa cách. Nếu sinh vào các tháng 1,
5, 6, 9 và 10 âm lịch thì chuyện thành lập gia thất của bạn sẽ gặp nhiều trở ngại, hoặc có thể bạn sẽ lấy nhiều vợ. Tuổi Đại Kỵ, Quý Mão Nam Mạng cần tránh kết duyên hay hùn hạp làm ăn với các tuổi xung khắc với mình, đó là Nhâm Tý và Canh Tý. Nếu kết hợp với hai tuổi này, mọi chuyện sẽ dễ đổ vỡ, thua lỗ, thất bại. Chuyện tình duyên giang dở, không được bền lâu. Gặp tuổi Đại Kỵ, mọi chuyện nên hết sức thận trọng và giản dị. Nếu đã chót lỡ yêu thương mới biết phạm tuổi Đại Kỵ thì chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, chứ không nên cưới hỏi rầm rộ. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn cho mỗi người hàng năm để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng là phải ăn ở thiện lương, tích phúc, tích đức, mọi chuyện xấu đều có thể hóa giải. Năm khó khăn nhất, các năm xung khắc nhất trong cuộc đời Quý Mão Nam Mạng là 25, 27, 29 và 33 tuổi. Vào những năm này, bạn nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong tất cả mọi việc, sẽ tránh được tai họa, rất nhiều trở ngại ập đến với bạn vào những năm này. Chính vì thế, các ý tưởng mới hay dự định lớn lùi sang năm sau sẽ không bị hao công tốn của. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm hoàng đạo để năm mạng Quý Mão xuất hành chính là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào thời điểm này, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thu về nhiều tài lộc, mọi sự như ý cát tường, đại cát, đại lợi. Ngoài ra, để mỗi hành trình diễn tiến suôn sẻ, mã đáo thành công, mệnh chủ Quý Mão sinh năm 1963, hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Có vật phẩm này bên mình như được Đức Phật hiển linh độ mạng, che chở vạn dặm bình an. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật Pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999, mặt trước là biểu tượng của Bát Bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên có thể phát huy được công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, may mắn sẽ đến với bạn trong mọi chuyện, đặc biệt là tình duyên. Tìm được ý trung nhân của cuộc đời hoặc nhận được những lời tỏ tình từ những người mình thích hay sự đồng ý kết duyên từ đối phương. Năm 21 tuổi, tình duyên được như ý nhưng công danh tài vận giảm sút. Sang năm 22 tuổi, gia đình êm ấm, yên vui, công danh được vững vàng. Năm 23 tuổi, mọi chuyện đều ở mức khá. Năm 24 tuổi và 25 tuổi, công danh và chuyện công việc gặp nhiều thuận lợi. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi không được tốt, cần phải tránh xuất hành đi xa hoặc thực hiện những giao thương về tài chính, sẽ làm hao tổn tiền tài. Năm 27 tuổi và 28 tuổi, tài lộc dồi dào, chuyện công việc gặp nhiều thuận lợi. Đến năm 29 và 30 tuổi, mọi sự yên bình, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là vào tháng 10, năm 30 tuổi, kẻo đau ốm liên miên. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi có nhiều cơ hội thuận lợi cho công danh sự nghiệp phát triển. Sang năm 32 tuổi và 33 tuổi có những bước tiến mới trong cuộc đời. Đến năm 34 tuổi và 35 tuổi không được tốt, cẩn thận kẻo đổ bệnh, hao tiền tốn của. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi mọi sự đều ở mức bình thường, công việc không được thuận lợi. Sang năm 37 tuổi và 38 tuổi, mọi chuyện tốt lên, công việc suôn sẻ, tài vận dồi dào. Đến năm 39 và 40 tuổi, hợp tác đầu tư cho các dự án lớn hay thực hiện những công việc quan trọng đều gặp nhiều khó khăn trắc trở và dễ hỏng việc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, Đại Kỵ xuất hành đi xa vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, kẻo gặp tai họa hay thua lỗ trong công việc. Năm 42 tuổi và 43 tuổi, giao thương tài chính và chuyện tình cảm không được thuận lợi. Đến năm 44 tuổi và 45 tuổi, công danh sự nghiệp giảm sút nhưng không cần quá quan trọng. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi, công danh sự nghiệp và cuộc sống có nhiều triển vọng. Năm 47 tuổi và 48 tuổi, tài vận dồi dào, công danh gặp nhiều may mắn. Năm 49 tuổi và 50 tuổi, sức khỏe ổn định, tài vận suy giảm, khó tránh hao tổn tiền của. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, hãy nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách mà cuộc đời đặt ra vào năm 51 tuổi. Sang năm 52 tuổi và 53 tuổi, cẩn trọng trong việc giao thương tài chính và thực hiện những dự định lớn. Đến năm 54 và 55 tuổi, công danh tài lộc không được suôn sẻ, cuộc sống ở mức trung bình. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, công việc và cuộc đời gặp nhiều thuận lợi vào năm 56 tuổi. Năm 57 tuổi và 58 tuổi, cuộc sống khấm khá hơn, con cái tạo dựng được cuộc sống cho riêng mình. Đến năm 59 tuổi và 60 tuổi, gia đạo yên ấm, yên vui, nhưng sức khỏe tài lộc giảm sút, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân sẽ tránh được các bệnh của tuổi già. Thưa quý vị, dựa trên số tử vi,
Mặc dù không thể khẳng định chính xác hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giúp quý bạn chủ động hơn về cuộc sống của chính mình. Và nếu như quý gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan, thì hãy cùng đăng ký Phong thủy Gia Cát để có thêm được thật nhiều những thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì xin chúc tất cả quý vị, gia chủ an khang thịnh vượng, vạn sự an nhiên.